nổi tiếng đi kèm với Thị Phi, con cái của Minh Hà. Lý Hải gặp tranh cãi khi đóng phim của bà, cậu con trai cả bị nghi màu tím, mẹ lẫn con đều lên tiếng phản ứng. Dạ con không tím nha cô chú ơi. Dân mạng lại soi hot girl gốc Hà Nội phân biệt đối xử với bốn con. Ra mặt giải thích Minh Oan dùng mẹ. Lý Hải, Minh Hà luôn ghi điểm trong mắt khán giả với hình tượng đẹp, hoạt động có tâm, gần như không bao giờ để dính vào lùm xùm không hay. Thế nhưng lần này khi phim mới của cả hai thành công lớn thì Thị Phi cũng kéo tới gia đình này. Dù chỉ tham gia một phân đoạn nhỏ trong phim mới của ba mẹ nhưng bốn nhóc tỷ nhà Lý Hải Minh Hà thu hút sự chú ý mỗi lần xuất hiện trong những buổi giao lưu ở đoàn phim. Và cũng vì cùng ba mẹ tham gia hành trình quảng bá phim mà các em bé trong nhà cũng gặp không ít rắc rối. Gần đây nhất chính là chuyện cậu cả Rio liên tục bị đặt nghi vấn liên quan tới giới tính bởi cách nói chuyện nhỏ nhẹ, phong cách ăn mặc trau chuốt của mình. Trên một livestream, con trai đầu lòng của Lý Hải ngồi cạnh mẹ và lên tiếng: "Con không phải tím ạ, cô chú anh chị đừng nói con vậy ạ." Tím chính là từ cư dân mạng dùng để nói những người thuộc cộng đồng LGBT. Sau đó, Rio cúi mặt và rời khỏi màn hình livestream. Thấy con trai buồn bã, ngại ngùng thì Minh Hà thể hiện thái độ cứng rắn hơn khi tiếp lời: "Bạn ơi, bạn đừng nói Rio như vậy nha. Rio nói là Rio không có như vậy nên bạn đừng nói như thế nữa nha. Cảm ơn bạn." Nhiều người cũng bày tỏ bức xúc trước bình luận kém duyên của vị cư dân mạng kia và khen ngợi con trai lớn của Minh Hà lễ phép và từ tốn, đúng là được dạy dỗ tử tế. Bạn ơi, bạn đừng có nói Rio vậy nha, thì Rio nói là Rio không có làm vậy. Nên bạn đừng nói vậy nữa nha. Cảm ơn bạn nha. Hết chuyện về Rio thì lại tới phiên nhóc tỷ thứ 3 Sunny vắng bóng trong những ngày tuyên truyền phim cuối cùng dẫn tới những bình luận cho rằng vợ chồng nhà này thiên vị giữa các con. Và một lần nữa, Minh Hà lại phải lên tiếng giải đáp thắc mắc của cư dân mạng về việc con gái ít đi cùng gia đình. Chị đẹp này chia sẻ, bé Sunny đang thi học kỳ nên bữa giờ không có đi chung, mình quay Sunny sau nhà. Và tới gần đây thì chính bé Sunny đã lên tiếng giải thích thay cho mẹ rằng: "Con chào cô chú, anh chị, bữa giờ con thi nên con không đi chung được. Hôm nay con thi xong rồi, con thi tốt, con hẹn gặp lại các cô chú lần sau ạ." Có thể thấy cư dân mạng rất thích soi và bắt lỗi. Tuy nhiên lần nào hai vợ chồng Lý Hải Minh Hà cũng giải quyết rất thỏa đáng không để lại tranh cãi nào. Bây giờ sao con đi Sunny tour? Là do con thi xong chưa? Dạ rồi. Ai cũng biết Minh Hà là nàng dâu gốc Hà Thành với nền tảng giáo dục cực tốt. Cô luôn có cách xử lý mọi chuyện vô cùng thỏa đáng và kịp thời. Dù trong nhà có tới 4 em bé nhưng Minh Hà luôn lo toan chu toàn mọi việc. Hàng ngày sáng dậy đi chợ lo cho các con và quán xuyến việc nhà lẫn công việc làm ăn. Bận trăm công ngàn việc nhưng việc dạy dỗ và dõi theo hành trình trưởng thành của các bé luôn được bà xã Lý Hải chú trọng và quan tâm hơn cả. Việc Minh Hà kỹ tính và được giáo dưỡng tốt đã thể hiện suốt nhiều năm nay qua từng việc mà cô làm cùng chồng. Không chỉ vậy, qua một mẩu chuyện nhỏ cô kể lại thời mới yêu Lý Hải, khán giả lại càng đánh giá cao tư chất của cô nàng hơn nữa. Chuyện là Minh Hà đã từng tổn thương chỉ vì bị bạn trai chê rằng khách sáo quá, nguyên nhân vì cô tới nhà mà không dám làm gì cả. Minh Hà cho hay, anh Hải nói qua nhà anh, em muốn coi tivi hay mở quạt làm gì thì cứ tự nhiên. Trong khi trong gia đình Hà thì Hà đã được dạy là đến nhà người khác không được tùy tiện, nhỏ đến lớn Hà không bao giờ tự ý mở đèn, mở quạt, mở tivi. Sau khi hiểu được đó là sự khác biệt văn hóa vùng miền thì Minh Hà đã điều chỉnh ngay để phù hợp với nếp sống của gia đình nhà chồng, vậy nên ai gặp cũng thương cả.